Xin chào các bạn đến với khoa học Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ 8. Thì bữa nay tôi lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái command, hai cái lệnh khác của thằng Docker là Docker Pull và Docker Unpull. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái câu lệnh này. Thì để tìm hiểu về cách sử dụng của cái câu lệnh Docker Pull á, thì tương tự thì các bạn cũng đi vô cái trang tài liệu của thằng Docker là cái trang doc.docker.com. Rồi theo thì các bạn đi vô cái mục menu default này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần CUI Department ở đây này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần gọi là Docker Container Pull này. Thì đây là cái cách mà sử dụng của cái lệnh Docker Container Pull. Thì mục đích của cái command này á, là để tạm thời tạm dừng tất cả các hoạt động ở trên một cái container nào đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh Docker Pull này. Thì các bạn thể tìm hiểu về cách sử dụng của nó ở đây này. Thì để sử dụng thì các bạn run Docker Container Pull. Rồi theo là cái container mà các bạn muốn tạm dừng cái hoạt động của nó, hoặc là các bạn thể sử dụng cái tùy chọn rút gọn hơn là cái Docker Pull ở đây. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ mở cái terminal của tôi lên và tôi sẽ đi demo cho các bạn này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ có lệnh Docker PS để xem là có cái container nào đang chạy hay không này. Thì bây giờ thì tôi có một cái container đang chạy là cái container của thằng Exit kia bài. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ sử dụng cái lệnh Docker Pull để mà tạm dừng cái container này lại này. Thì tôi sẽ gõ là Docker Pull. Rồi theo tôi sẽ nhấn Enter này. Rồi theo tôi sẽ có lại cái lệnh Docker PS này. Thì bây giờ các bạn để ý là ở cái cột status này, thì bây giờ nó có thêm cái chữ Pull ở đằng sau nữa này. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ quay lại cái trình duyệt này, tôi sẽ quay lại cái trang giao diện của cái ứng dụng Nginx này và tôi sẽ refresh lại này. Đó thì bây giờ thì khi mà tôi refresh lại trình duyệt ấy, thì các bạn để ý là cái trình duyệt thì bây giờ các bạn thấy là nó ở trạng thái treo này. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh gọi là Docker Container Unpull. Đây thì các bạn đi vô cái phần gọi là Docker Container Unpull đây này. Thì cái lệnh Docker Container Unpull á, thì nó lại ngược với lại cái lệnh Docker Container Pull. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh này để mà bỏ đi cái việc mà treo cái container á. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker Unpull này. Thì tôi sẽ quay lại cái terminal này. Và tôi sẽ có cái lệnh Docker Unpull. Thì tôi sẽ pass cái container ID của tôi vô đây như vậy. Rồi theo tôi nhấn Enter này. Rồi theo tôi gõ lại cái lệnh Docker PS này. Đó thì gõ lại cái lệnh Docker PS. Thì bây giờ các bạn để ý là cái container Nginx của tôi, thì cái status của nó đã trở lại bình thường rồi này. Đó. Rồi theo tôi quay lại cái trang giao diện, cái ứng dụng web của tôi này. Tôi refresh lại này. Thì bây giờ tôi refresh lại thì cái trang giao diện của thằng Nginx thì nó vẫn bình thường này. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái lệnh gọi là Docker Pull và Docker Unpull. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.